vô, mày vô đi. Chảo no đi. Anh ơi, mua giùm em anh. Mày vô đi, mua một tặng một chị ơi, chị ơi. Chị mua Tết mua giùm em cái chị. Mua giùm em cái đi. Anh ơi, mua giùm em cái đi anh. Mày vô đi. Mua nồi đi. Trời ơi, Tết nhất gì đâu buôn bán ế quá. Ái chà hoài mày. Mày tin tao nhét cái chỗ trà mỏ mày không? Ê, lớn rồi không chơi đánh đầu nha. Đầu là thờ cha thờ mẹ nha. Lớn rồi muốn làm gì làm hả? Thờ cha thờ mẹ gì mày? Tao với mày lớn lên cô nhi viện, tao biết mặt mũi cha mẹ tao chết liền. Không cần phải dạy đời thằng này. Lớn rồi dạy đời tôi. Anh hay biết gì anh dạy đời tôi? Không cần. Thích thì giờ ok, đổi ca thì đổi ca. Được dạy đời đầu. Thua mày. Nháy mắt. Thua mà thua. Tại có con gùi nó bay vào mắt tôi nên tôi bị chớp mắt. Không chớp không được. Cái đầu lao mày. Vô ai nữa tôi đá phát. Anh hiếp tôi hoài vậy. Nhớ ra đây. Bước bỏ ra. Yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung nỗi nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu mộng huyền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui vơ dần đời xin em bỏ qua, mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong, anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Em, cái sau cảnh thấy dễ thương lắm. Anh chụp hình cho em. Dễ thương thiệt không? Thiệt mà. Cảnh sau như hoa cỏ mùa xuân luôn á. Có tình xuân, em thích. Tạo dáng anh chụp cho. Chuẩn bị nha. Tóc em vậy được chưa? Rồi được rồi. Lâu quá à. Có rồi. Có gì? Có số. À quên, có hình. Mày coi nhé. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Điện thoại của anh nó mất tiêu. Anh tìm lại trong túi coi. Em có giữ của anh không? Em giữ của anh làm gì? Dạ. Bây giờ mà ước gì có cái điện thoại mà điện vô máy của anh cái một nó reng lên là biết nó nằm ở đâu vậy. Nè, nay điện thoại của em anh gọi đi. Này là em tự nguyện nha. Ừ. Cho anh không ép à. Nó reng lên là biết nằm ở đâu liền. Hình như em nghe nó ở đâu đây á. Đâu? Nghe đâu? Kìa, cái điện thoại của anh kìa. Trời, anh có tập ưa để điện thoại trong dài mà anh quên. Ái chà chà.
anh muốn xin số điện thoại của em thì anh nói đại đi, cần gì mà phải dòi dòng vậy? Câu đó độc quyền của anh nha, không ăn cắp à? Ê Mai, công nhận anh Hiếu của chị nha, vừa dễ thương nè, lại đẹp trai nữa, nhưng mà hơi ít nói. Ủa vậy hả? Không sao, nhìn rất là lãng tử. Em thì em thích anh ái chà chà của em hơn. Công nhận đó, hai chị em mình may mắn thiệt á, quen được hai ở ba, vừa dễ thương nè, ga lăng nè, đẹp trai nè, giàu có nữa. Ê, ái chà chà. 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 11 giờ rồi, đi ngủ đi, trễ rồi. Cái chị này kỳ cục quá, người ta đang chơi mà. Trời đất ơi, thiệt chứ, nghĩ sao giờ này mà chưa tới nữa trời. Biết tôi chờ từ sáng tới giờ không hả? Nếu như mà không đẹp trai á là tôi không có cho mượn xe đâu. Buôn bán nồi niêu son chảo mà đòi chạy xe hơi, không biết nữa. Thiệt tội sức. Trời, nghĩ sao vậy hả? Đứng sau lưng lù lù người ta hù người ta vậy hả? Biết giờ mấy giờ chứ mà giờ này mới tới hả? Biết giờ này người ta chưa ăn cơm nữa không? Gì à? Thế loại này anh giải quyết đi. Dữ quá, nói chuyện lại lột lưỡi rồi. Sao vậy anh? Có sao đâu. Tại hả, giờ này người ta chờ lâu tao thấy mệt, tao bực bội chứ bộ. Sao em nóng vậy? Nóng gì đâu, nói chuyện nè, đàng hoàng, dễ thương nè, nhẹ nhàng vậy, có được không? Mày mới muốn không mới được tới trễ nữa nha không? Mày đến đúng giờ nha chưa? Rồi ok, bây giờ bọn anh lấy xe được chưa? Chưa. Sao vậy? Mới tiền thì mới lấy xe chứ. Đẹp trai hay mà chứ cũng phải ăn cơm chứ bộ. Nhiêu tiền hả? 5 triệu thôi. 5 triệu? Thôi đi về nhà ông nội. Trời ơi, mướn một lần 500 ngàn tôi còn mướn nổi chứ, mướn cái xe 5 triệu thôi đi về nhà, tốn tiền lắm. Đi về đi, đi về đi. Giờ có mướn không? Thôi kệ đó, mình chơi luôn đi. Sao đâu? Nè. Mặt ghét quá. Vậy mới dễ thương rồi. Lên xe đi, lên xe đi mà. Em thấy đi. Hồi nãy bà chửi tôi dữ lắm mà. Giờ bà có tiền mà ngon vậy? Đẹp trai mà keo kiệt quá. Đổ xăng chưa? Đổ rồi, hồi nãy chứ đổ 50 ngàn rồi. Trời ơi, bà đổ 50 ngàn. Đi đi. Quê bà này dễ sợ luôn. Lên xe đi. Em bước đến bao nhiêu một biển trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc u mơ giận và xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Chọn món đi. Anh hả? Anh chắc anh ăn món này, món này, món này, món này, món này. Đưa giùm em đây. Gì? Mày nó ngược mày. Dạ. Ồ, đoán quá trời luôn, ngon quá. Dạ. Cái gì? Anh ngứa, em ngứa mà. Ngứa. Nó nghe nè, em thấy là mình ăn món khác đi. Mấy món này á, tụi em ăn ngán lắm rồi. Ừ, đúng rồi. Bây giờ tụi em thích ăn gì nè, anh dẫn tụi em đi ăn hết. Đi ăn mấy món ăn ở lề đường đi. Ăn gì? Bánh tráng trộn. Nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao anh sang chảnh vậy mà đi ăn bánh nhân trộn?
kiếm. Thôi vậy tụi mình đi ha. Để lại anh nè, tao mới bắt tài nha. Mừng công chuyện đi trước, bắt tài cái. Cái đầu dễ thương quá, cũng đi nhớ nha. Ngu nhất, ghét ghê vậy. Mặt ghét. Khai chưa mà gặp bé này chắc dẹp quán luôn. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua, mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng chờ em những gì mà em ước mong. Ý dạ. Anh sẽ nắm lấy tay em không. Cái gì vậy? Em đau bụng quá anh ơi. Đói rồi, ăn ít thôi, ăn nhiều chứ đau bụng. Đói con mắt hả? Tại đó giờ em chỉ thấy trên hình thôi, nên em thèm em mới ăn vậy chứ bộ. Em thèm hả? Chờ xíu, anh chụp hình coi. Cười cười nè, cười nè. Anh khùng hả? Điện thoại có chụp hình được đâu mà chụp. Em đang đau bụng gần chết, không lo cho em còn chụp hình nữa. Thì em nói là em chụp hình thì em thèm. Thì bây giờ anh chụp hình anh để em nhìn hình, em thèm anh. Anh chụp em hả? Hai đứa này nó hợp nhau quá hả? Hai đứa cùng điều mà anh. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều mộc mạc nhất anh. Hạnh phúc là những điều đơn giản mà. Em không biết điều đó. Anh sẽ nắm lấy tay em, không bao giờ buông. Mẹ cho chị. Chết. Khoan, chưa phải lúc. Hai cậu con cái nhà ai, năm nay nhiêu tuổi, cha mẹ còn mất, làm nghề gì, có bệnh hoạn gì trong người không, có nhậu nhẹt, có thuốc lá gì không, ngày tắm mấy lần, lần bao nhiêu tiếng, nhà có nuôi chó không, nuôi mấy con, loại gì. Mẹ, anh này tên Chùm, anh này tên Hiếu, hai ảnh làm doanh nhân á. Doanh nhân à? Dạ, doanh nhân. Ở đâu? Công ty nào? Dạ, con công ty sản xuất inox. Inox. Dạ. Không phải lộn. Dụng cụ bếp núc cao cấp. À. Nồi niêu son chảo hả? Dạ, dạ. À, đúng rồi, mà cao cấp, cao cấp bác. Cao cấp. Nồi niêu son chảo cao cấp, chắc nồi niêu son chảo không dính cái gì. Đúng rồi đó bác hay. Bác hay, là bác cũng chuyên về là bếp núc là giỏi. Tập đoàn nào? Dạ, tập đoàn tập đoàn nào? Chờ bây giờ cho bác chờ xíu xíu. Lô. À, Seria. Dạ. Em qua liền, qua liền, quên liền. Dạ em qua liền. Đi giao hàng, bác đại lý kêu con đi giao hàng. Dạ dạ. Mình bác cứ dạ. Phải thưa bác đi, anh mình đi giao hàng. Dạ dạ con chào bác. Giao đi, hàng, đi. Giao hàng, bác đi. Dạ bác đi. Dạ đi. Ồ, có lộn. Đi. Doanh nhân. Xài điện thoại cùi bắp à. Đúng là doanh nhân cùi bắp. Mẹ, đi lên nhà nói chuyện với mẹ. Mẹ hôm nay sao vậy? Em thấy mẹ sao sao á. Ờ, chị cũng thấy vậy á. Tự nhiên hôm nay mẹ tra hỏi hai đứa mình á, y như tra hỏi tù nhân vậy. Bực mình. Công nhận, hôm nay mẹ kỳ thiệt á. Đúng, mẹ rất là kỳ. Bây giờ hai con muốn mẹ sống làm sao? Thì
con muốn gì nói đi, mày giải quyết hết á. Hai đứa nó rất tốt đúng không? Nhưng mẹ rất tiếc. Mẹ nghe con nói nè, anh Trung anh chỉ giỡn vậy thôi, chứ anh không có bị khùng đâu mẹ. Cái chuyện nó khùng hay nó tỉnh để bác sĩ tính con. Mẹ, anh Hiếu quá, anh vừa dễ thương nè, vừa ga lăng nè. Tuy là anh ít nói thôi, nhưng mà anh chăm sóc con kỹ lắm. Nó ga lăng, ít nói hay nó trầm cảm cũng không liên quan gì đến mẹ. Cái điều quan trọng bây giờ mẹ muốn hai con phải làm sao? Phải lấy một người chồng xứng đáng như hai con. Phải giàu thiệt giàu. Trời ơi, mẹ nuôi hai con cực khổ quá mà. Mẹ, nhưng mà hai ảnh á, giàu lắm, lại biết khiêm tốn nữa, tiết kiệm nữa. Hồi nãy còn dẫn con đi ăn bánh tráng nữa đó mẹ. Ngon quá trời luôn á. Bánh tráng gì? Bánh tráng trộn. Giàu mà dắt hai con đi ăn bánh tráng trộn. Trời, trời ơi. Hey, mẹ nói cho hai đứa biết, tình yêu là không có sự lừa dối ở trong này. Lừa dối hai con đó. Tại sao lừa dối mẹ? Hai ảnh tốt lắm. Không có tốt như hai con nghĩ đâu. Được rồi, không tin chứ gì. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Rồi các con sẽ thấy. Mua đi chụp á, khuyến mại ra nha, mấy em bên kia kìa, đó cái đó đủ rồi, khuyến mại tới, này hai 20 thôi nha, nha. Anh, 20 thôi, mua đi, nha, anh thích lấy gì đây, lấy đi mấy em, bán cho tôi cái nồi to nhất, mua đi, trời ơi, cái mình nồi to đi vô đâu, nè nồi to, quá trời luôn, súng, cái nồi to nhất có thể nấu nhiều được trái tim lừa dối của anh dành cho tôi. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vừa giận vừa xin em bỏ qua. Mai mốt cái gì? Miễn chào. Quá trời quá đất ha. Tôi nói tôi thấy hai cậu quen lắm là quen mà không biết muốn gặp ở đâu. Hai con sáng mắt chưa? Ha. Trời ơi, buôn bán kiểu này ngụy trang quá ha. Xe hiệu, quần áo hiệu quá ha. Tụi con có mặc đồ hiệu đâu, con mặc đồ chợ không? Đừng có qua mắt tôi, đồ chợ, đồ hiệu, tôi biết hết á. Công nhận cái đất này tròn thiệt. Trời, sao không tròn? Nghe luôn cơ. Tôi không có biết. Quá trời quá đất ha. Tôi nói cho hai cậu biết, những cái vật dụng này nè, trong nhà bếp của tôi á, những cái đồ này nè, hai cậu cho là cao cấp á, là tôi mua ở cái chỗ cao cấp đây không nè. Biết chưa? Tôi thấy hai cậu á, là đàn ông con trai mà chịu khó buôn bán làm ăn gì, tôi thương, tôi thích cái tính đó đó, cho nên tôi ủng hộ. Ai ngờ theo dõi con gái tôi cua nó hả, thấy sang bắt hoàng làm hò hả, đĩa mà đồ đeo chân vịt hả? Mẹ, chân hạt. Đĩa đồ đeo chân hạt hả? Tôi nghĩ bà nên tôn trọng tôi một chút. Chẳng có bà lộng cộng. Tôi nói rồi á. Rồi cái bà lôi xôi. Muốn cái gì? Bây giờ tôi không nói nhiều nữa. Ngay bây giờ tôi lên công an phường, tôi nói cho công an phường biết là hai cậu á buôn bán trái phép, lấn chiếm lòng lề đường. Đi về. Mai ơi là Mai. Em muốn anh đợi em tới Mai luôn hả Mai? Mai. Xuân không về, anh không vui. Xuân phải về, anh mới vui. Mai điện rồi. Alo. Dạ rồi, cái gì từ từ, dạ mai con đem qua cho cô được không? Dạ, mai con đem qua. Dạ. Ai gọi cho mày á Trung? Bà Năm tập quá đó. Bà Năm nào à? Bà Năm tập quá, hôm qua đi mua cho anh một gọn gì á, sao đâu muốn cho anh á. Bà điện thoại bà đòi tiền tôi hoài, có 2,000 bà đòi hoài.
Là anh chảo bà đi. Bà cũng rảnh quá ha. Có 2000 mà bà cũng gọi điện thoại nhắc nhở mày. Cái chữ tiền em mới nhớ nè. Hồi bữa vô nhà hàng á, phải là anh vô lã vô rồi thì anh ăn luôn đi. À, tự nhiên anh vô xong cái anh ngồi xong cái anh đi ra ngoài ăn bánh tráng trộn chi vậy? Về đau bụng luôn. Mà không được cái gì hết trơn rồi. Mai không có, xưng không về. Mà nhắc tao mới nhớ nha. Cái vụ menu á, mày vô nhà hàng mày còn cầm menu ngược. Chứ giờ người ta đưa tôi vô tôi không cầm sao được. Phải cầm chứ. Anh ngồi anh có biết cái gì đâu. Anh đứng anh tròn làm như giỏi lắm bà. Lao cũng. Mà tao nghĩ Xuân với Mai á, giận mình phải chuyện ở đâu. Nói chung là cũng vì mình nghèo thôi. Bởi vậy tiền, tiền ơi là tiền mà. Tao đề nghị mày lần sau mày chuyển cái nhạc chung với tao ấy. Anh không biết gì tao đâu. Không rồi. Khí Tết phải để gì cho nó có không khí nó sung, hiểu không? Chứ tao mở máy để nói chuyện nè. Alo Mai hả? À, Mai anh không thể nào đợi em thêm 1 phút giây nào nữa Mai ơi. Chừng nào con trả nợ cho ông Bảy vậy nó. Bảy hả? Bữa khác nữa, trả tiền ông Bảy được không? Đang dầu sôi lửa bỏng mà ông điện không lúng lúc không à. Đang buồn gần chết. Đang buồn là không muốn trả tiền cho ai hết trơn á. Bữa khác ngang, Bảy ngang, yêu Bảy. Ngày mai đánh khi không còn anh em hãy cố gắng mỉm cười. Vì anh không ở bên cạnh em cho em được niềm vui. Những ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quên thôi. Rồi sẽ có người thay thế anh thôi mà. Còn riêng anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa. Vì anh biết khi không còn em anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh. Và hãy nhớ ta đã từng yêu. Mày làm gì đây hả Trung? Dũng qua bỏ coi em nội. Tôi đang cầu khẩn điện thoại. Tôi đang muốn cho Mai điện thoại cho tôi. Anh muốn Xuân điện thoại cho anh không? Muốn thì sao muốn? Muốn thì anh ngồi im ra đi. Anh để tôi làm gì anh quá tôi hoài. Tôi mới vừa xin ông thầy này nha, cầu thần chú nha. Ông dạy tôi. Ông nói là về mà làm đúng như ổng á, là người yêu điện thoại quay trở về với mình. Thiệt không? Thiệt, anh thành tâm đi. Làm theo mày thôi gì? Anh im, anh làm, tôi đọc sau là anh nữa nè. Gì ông nội? Đọc cái gì giống tiếng miền dữ trời. Trong lúc này tôi đọc thì kệ tôi. Đàng hoàng đi. Anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Để tôi dịch tiếng Việt Nam cho anh dễ hiểu nè. Cầu mong ông tổ điện thoại phù hộ cho Mai điện cho con. Dù cho pin có cạn, điện thoại có nguội. Chỉ mong cá mập đừng cắt đứt cáp quang của con. Thôi mày mệt quá. Mày nói gì vậy mà tao thấy không có liên quan gì ở đây mày ơi. Kệ tôi đi. Tôi nói cái gì trong lúc này kệ tôi đi. Mà làm gì bữa nay bằng đồ đẹp vậy cha? Tao lúc nào không bằng đồ đẹp. Để Xuân với Mai gọi tới, mình đi chơi luôn. Khỏi thay đồ. Tươm tất quá hang. Sang trọng quá hang. Cảm ơn. Thân anh tự anh lo đi. Điện thoại của anh điện cho người yêu nên tôi không dính vô nữa. Khỏi cần mày cầu xin nữa. Rồi. Anh tự xử đi. Coi tao gọi điện thoại cho Xuân cuộc cuối cùng. Hay quá. Hay quá. Alo, Xuân hả em? À. Vừa đáng đời. Ai kêu vừa sạc biến những cái điện thoại chi? Có bao giờ chia tay mà không đau người ơi? Có bao giờ chia tay mà phải luôn mỉm cười? Đó là điều đớn đau nhất trong cuộc đời. Anh sẽ cố gắng cười để em ra đi. Vì anh biết như thế em sẽ an lòng. Để anh được nhẹ nhàng nói lời chia tay. Người ta đã không bắt máy rồi mà mày tới không biết làm gì vậy? Mặt mày trai quá. Nhưng mà em nhớ nó quá rồi, chịu không nổi. Em qua thăm nó thôi. Anh đi không? Không đi tôi đi à? Thôi mày đi đi, tao chiều mày một lần. Ừ, anh tôi là phải vậy chứ. Anh tôi mà. Mày hay quá à. Nhà khóa cửa rồi kìa. Ai cha cha. Kính cổng cao tường quá ha. Ôi gãy anh ở lầu máy vậy? Ủa chứ gà mày ở lầu máy. Ai biết.
Mày không biết sao tao biết? Mày hỏi hay quá, mày đại ca quá. Mày nhìn cái gì? Ai à? Sao tao biết được trời, thằng này mày hỏi hoài sao tao biết? Giọng đây mà hình ảnh đâu? Âm thanh đây mà hình ảnh đâu? Tao nghe cửa không kìa. Anh đâu? Đây nè, cửa đang chạy nè, mày thấy không? Mai. Dạ con kiếm Mai ở trong. Mai của tôi, anh lộn rồi. Mày tao nói xung mà thằng này. Anh nói lộn thì đó là tôi nghe rõ ràng, chính miệng anh nói rõ ràng. Anh đừng ăn hiếp tôi nha, anh lớn anh ăn hiếp tôi hoài nha. Tâm lời hai đứa mày kiếm Mai. À, xuân xuân ơi xuân đã về. Mai Mai ơi Mai đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Mai Mai ơi Mai đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Mai Mai ơi Mai đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Mai Mai ơi Mai đã về. Thôi. Trời ơi, con cầu hai đứa hát thấy hay quá. Hai con hát làm cô nôn tết dễ sợ. Vô đi con. Dạ, vô. Ngào cái mắt mày ngào. Mày ngào. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày vào vô. Mày đi đâu? Dạ. Đi đâu? Con xong xong, con biết. Mày đi. Khoan chi? Này. Quýnh chọn không có công bằng. Muốn sao? Tay không được không? Tao không có ngu. Bây giờ tao... Nếu anh được gần nhau, nói lời chia tay. Ngày mai đây khi không còn anh, em hãy cố gắng mỉm cười. Vì anh không ở bên cạnh em, cho em được niềm vui. Những ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quen thôi. Rồi sẽ có người thay thế anh thôi mà. Còn riêng anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa. Vì anh biết khi không còn em, anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh. Và hãy nhớ ta đã từng yêu. Ngày mai đây khi không còn anh, em hãy cố gắng mỉm cười. Vì anh không ở bên cạnh em, cho em được niềm vui. Ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quen thôi. Rồi sẽ có người thay thế thôi. Còn riêng anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa. Vì anh biết khi không còn em, anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh. Và hãy nhớ ta đã từng yêu. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh. Và hãy nhớ ta đã từng yêu. Trời ơi là trời. Ngày nào cũng đậu hũ, ngày nào cũng rau muống. Tôi ngán lắm rồi đó này. Mày có quyền không ăn, nhưng mà những gì tao nấu á, mày không có được phép chê, mày hiểu không? Mà tôi nói cho anh nghe, lần này lần cuối cùng mà tôi điện cho người yêu tôi á, mà mai mà không bắt máy nữa rồi tôi đập cái điện thoại này luôn. Tao á, tao thức ba đêm với mày rồi mà có một câu mày nói hoài. Tao mệt. Mày đập đi, mày đập đi. Anh đập tôi nha, anh đập tôi đúng không? Đập đi. Tôi đập cho anh coi nào. Trời ơi, tôi đập đầu luôn. Trời ơi tôi đập đầu luôn. Trời ơi, đập điện thoại luôn. Thôi. Tao mệt mày quá. Anh nằm đi. Tôi điện thoại nè. Alo, Mai hả? Mai ơi. Anh là Mai ơi. Gì mày? Hết tiền rồi. Tao mệt mày quá. Nè, tao chạy sang cho mày. Gọi luôn đi. Mày không nói. Ông cho mày gọi thoại máy. Alo, Mai em. Alo, mày hả Nung? Ai? Cái giọng tao đặc trưng như vậy nghe làm sao không quen được. Tao Mr. Devin nè mày. Ông Bảy là mày. Ông Bảy? Ông Bảy nào hả? Ông Bảy cho mượn tiền đó chứ ai nữa. Sao gọi cho mày? Đây. Ông Bảy vậy cho gặp Mai không mày? Mày nói chuyện nở với tao hả? Mày đùa với tao hả? Mày nở mặt với tao hả? Ông chửi em kìa. Ôi em đi biết đi.
tôi biết đi, tôi chuyện ông chửi được rồi, tôi không biết luôn. Alo. À, mày hả? Mày bất ngờ lắm hả? Mày bất ngờ lắm hả? Mày mới ngon qua đây đem tiền qua gặp tao. Bắt mồi rằng cắn nó lưỡi rồi. Mày có ngon đem qua tiền gặp tao, còn nếu không hay đứa này sẽ là món ngồi ngon của tao đó. Chuyện không liên quan, nợ ai người đó trả xong lại đi bắt ốc người ta. Đơn giản thôi mà. Mày không có tiền, nhưng má nợ của mày có tiền. Hai thằng con để đem tiền qua đây, có ngon đem tiền qua đây nói chuyện với tao. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng bán hết gia tài để trả nợ cho ông. Cái này nở mặt với tao hoài vậy. 2000 là chỉ là tiền mượn thôi, còn tiền đời, tiền nãi mày nuốt rồi hả? Mày nuốt rồi hả? 2 triệu đô, mày đem 2 triệu đô qua đây nói chuyện với tao. Còn nếu không có hả? Nếu không có thì mày sẽ được chiêm ngưỡng những tấm hình ni của hai con vợ mày, hiểu chưa? Alo. Mày làm gì im nghe vậy? Nghe tao nói. Điện thoại hết tiền rồi. Tốn tiền điện thoại quá mà. Không biết tháng này có khuyến mãi không? Hai bạn nhìn tao cái gì? Hai bạn nhìn tao cái gì? Hả? À? Tụi bay mã báo thành công hả? Tao cho tụi bay ngủ mã thành cây luôn. Mày có 2 triệu đô không? Chứ sao 2000 đồng trả tiền một còn không có được tiền đâu, 2 triệu đô đưa cả. Trời ơi. Bây giờ sao? Hay là bây giờ mình báo công an ta? Báo công an? Không được, không được, cách này không được, không được. Cách này bây giờ là để tôi, Đầu hủ. Có rồi. Cách gì hả? Chạy cứu đầu hủ. Ây da trời. Chạy cứu đầu hủ. Điên hả? Giải cứu tiểu thơ. Giải cứu tiểu thơ. Ừ. Công nhận hai con nhỏ này đẹp ngang ngửa cỡ tao chứ không vừa gì đâu. Làm cái gì mà mày sách cô lên vậy? Tôi mất chân cô đây mà. Cái gì vậy? Mẹ. Mẹ. Cứu tụi con với mẹ. Ủa trời. Mẹ. Trời ơi tụi con ơi, ai chó tụi con vậy? Mẹ. Hả? Mẹ. Cậu là ai vậy? Tại vì ngang gì vô nhà tao là chó người vậy hả? Trời ơi, thôi đi. Âm thầm quá là mới nghiêm lặng giùm tôi một tay. Tao không biết mày làm gì tao. Tụi bay đâu ngang gì vô đây chối con tao lại vậy hả? Hả mày? Ủa lắm. Làm gì? Vô cái gần cổ gần tao cái coi. Coi chừng có 3 cái khế. Mà đạp cho hiểm không hả? Tự nhiên cái giường bông hồng của người ta, tự nhiên xuất hiện cái bông lạ nào vậy? Để vô chân cho tao luôn. Im lặng giùm tao cái. Bông hồng trắng à, bông hồng đỏ nè, bông dạng thọ. Tao bông hồng đen. Bông hồng đen chói lại luôn chứ đỡ mặt hả? Mày mày. Tôi á là tôi yêu im lặng, ghét ồn ào và đá vào bộ hả? Trả lại cho tao. Kiếm đâu ra bộ đồ nóng quá. Liêm da mặt cái nó không thấy. Mày bịt mặt ai thấy mày? Tôi bịt mặt á không phải là để che mặt nó chứ sao? Thui quá, không nghe thui hả? Thui nãy giờ luôn, thui thui. Tao đâu nghe gì đâu. Mày mệt quá. Thôi anh vô chứ đi, anh vô đi. Vô đi, vô đi. Để là anh vô đi, anh vô đi. Tao là sang ra, để tao vô trước vô. Được rồi, được rồi, hay quá. Lên đi, anh lên trước đi, tôi lên sau. Đi đi, anh vô trước đi. Anh đi đi, vô đó đó, vô đó. Rồi vào. Thì tao vào. Hiếu ơi. Hiếu. Hiếu ơi. Xuống đây chơi, vui lắm. Ở dưới đây có cái hồ máy ấm nè. Nãy giờ mày ngồi đó hả? Ừ, máy ấm nè, xuống đây chơi. Sao mày vô được hay hả? Ở ngoài cửa để chứ bạn. Mời vào, anh không vào leo chi cho đó, tội nghiệp nè. Sao mày không nói tao? Anh nói chị, anh leo vô sao tôi ngu gì tôi nói. Chơi chơi, chơi chơi, vui lắm, chơi chơi. Mày chơi đi, mệt mẹ quá. Xuống đây chơi Hiếu, xuống đây chơi, dưới đây mát lắm. Chơi chơi. Đâu mày? Để cứu tiểu thơ được không?
chơi tao nè. Mày không lên đây mày. À Bình xuống đây. Mày xuống đây chơi nè. Mày á mày lên đây nè. Xuống đây nè. Mày lên đây nè. Trời mày nè. Trời mày nè. Mày lên đây. Trời mày nè. Xả xuống. Xả xuống mày. Mày á mày lên đây nè. Mày xuống đây nè. Mày xuống đây nè. Mày xuống đây. À Bình xuống đây mày. Bình ơi, quay. Ước niềm cho giọng nói bình thường. Ước hoài sao giọng nói cứ vậy hoài. Mày đi ra ngoài coi tình hình sao. Chết mày với tao rồi. Đi đi. Mày chờ đâu. Mày chờ đâu. Chào tôi vô cứu không này Hiếu ơi. Hiếu ơi. Vô cứu Hiếu ơi. Hiếu ơi. Sao lâu quá vậy? Có khi nào thằng này nó ngồi nó đợi lâu quá nó mệt nó về nhà nó ngủ luôn không? Hai thằng bay đi ra ngoài coi tình hình sao, vô báo liền cho tao. Kéo ông lên nè. Ờ chết chết quên. Trung giờ sao? Anh đi vô đi. Để tôi xử hai này cho. Được không? Hên xui. Vô đi. Ok. Đi ngủ hả ta? Bây giờ tụi bay. Ba cái hồng hồng này bây giờ ngồi ở đây với tao. Để tao tự tao đi ra coi phát tình hình như thế nào. Tự thân, tự thân. Có dao, có dao. Không chơi dao, không chơi dao nữa tao luôn rồi. Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Cái gì? Từ từ nói nha ông Bảy. Bình tĩnh nha. Cái con dao vô nha. Mày khùng hả? Có cái dao rồi mày lấy cái đập đầu tao hả? Bây giờ mày ngon mày bước ra trước. Ông qua đây nè. Mày ngon mày bước ra đây đi. Cần nhá nè. Cái gì? Cần nhá hả? Ờ, cần nhá. Ở cần nhá nè. Nè, nè, con ra lòng nè. Ông Bảy, ông Bảy, ông Bảy. Ông Bảy. Khoan, 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 khoan. Nhít qua xíu. Nhít, nhít qua trái. Nhít, nhít cái, nhít cái dao. Qua trái. Trái một tí xíu nữa thôi. Xíu nữa. Xíu nữa. Qua đây hả? Không, không, xả, xả, xả xíu nữa. Ê! Cái này của tôi. Là... thích quanh nữa hả? Chút xíu thôi, tôi xin chút xíu thôi. Chút xíu rồi đúng không? Chút xíu thôi, chỗ này đúng nè, 2, 3, lên. Mày, mày, lộn, lộn. Các có sinh nhật hả? Mày thích qua đây là đẹp nhất nè. Trời ơi, cái bông hồng đen này nè. Cái gì? Mày dám chọc quê cái giọng nói của tôi hả? Vô cái cổ gà này luôn mà, chứ dở hả? Không có, nó bị liễu. Liễu cái gì? Đẹp ha, đẹp ha. Đẹp không con? Đẹp, chụp hình, chụp hình. Chụp hình đưa lên Facebook con. Ê, 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 chụp hình, chụp hình, nhớ tát qua cho ta nha. Chuẩn bị cười lên nè. Ừ, 2, 3. Tào lao, máy cụ bắp mà chụp hình cái gì? Mày giỡn mặt với tao hả? Trời ơi, sao mà nó lạnh lạnh vậy đấy? Cái dao đó. Mày biết là cái dao rồi, nó là đừng có kê sát gần cổ. Tôi khứa cổ rồi, bây giờ chụp giỡn hả? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày tin không? Mày tin từ, không? Từ, từ. Tao sẽ khứa một cái là máu sẽ đổ rét tại nơi này. Mythic 7. What happened? Tôi vô cơ thể nói chuyện chút xíu được không? Mày có 2 triệu đô nói chuyện với tao. Có. Nó bị gì vậy chị? Nó bị khùng. 2 triệu đô đâu mày? Mày đỡ mất ý nào hả? 2 triệu đô nè. Body của tôi. Body của tao hay body của mày? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày coi nè, máu sẽ đỏ lét tại nơi này. À!
bỏ ngay đi. Ông muốn giết á thì qua đây ông giết tôi nè. Không, không, anh đừng có làm như vậy. Đừng có làm tổn hại đến người tôi thương. Anh Trung, em yêu anh. Nếu sau này không có anh bên cạnh, anh cũng chúc cho em hạnh phúc nha. Anh đi à. Mày làm cái gì vậy? Chết. Mày biết mạng sống của mày quan trọng lắm không? Biết. Biết sao chết? Thích. Thích chết vì người yêu của tôi được. Chết mày phải để tao chết trước cho. Đi đi. Anh yêu. Em yêu anh. Xuân, hãy quên anh đi. Giờ đây anh chỉ biết lặng lẽ bên em. Tạm biệt em. Con nó chết mà nó giành. Anh đi xúc động. Chị nghĩ gì vậy? Sao chị cười vậy? Mắc cười phải để cười chứ. Mày rảnh không? Giờ sao chị? Mày cởi trói cho tao được không? Rồi hai ba cởi. Đánh mày vậy? Tao đánh mày cái tội. Hồi nãy dí cái dao vô cần cổ tao ngứa muốn chết à. Nó vô tình huống như vậy rồi phải làm như vậy chứ giờ biết làm sao. Bắt diễn rồi phải diễn vậy chứ làm sao. Mày đánh nữa vậy? Cởi trói cho hai đứa nhỏ. Trời ơi, cởi cởi cởi. Ủa? Ủa là sao? Hai cậu thấy lạ lắm phải không? Qua sự việc này tôi nghĩ là tôi không cần con tôi phải có một người chồng giàu có gì đâu. Tôi cần con tôi có một người biết hy sinh và lo lắng chăm sóc. Vậy là đủ. Chúc mừng hai con đã vượt qua ải thứ nhất thử thách của dì. Vậy là sao? Vậy là sao? Sao là sao? Cô không hiểu hết rồi. Ông Bảy. Ừ. Ông thông đồng với dì này được rồi, tụi tôi. Mày khùng hả? Tao sao bản lĩnh dữ vậy? Tao chạy xin lương. Bây giờ bán mướn thì tao làm thôi. Chứ giờ biết sao tao bản lĩnh như vậy. Ê, nhớ trả tủ tiền nha. Bò luôn. Trời hay quá. Tao chạy xin lương. Tụi con xin lỗi dì. Vì tính thể diện của tụi con đã làm gì phải gian dựng. Dì nghĩ là quá khứ nó vẫn là quá khứ. Nhưng mà nhờ cái quá khứ đó, nó sẽ là định mệnh của hai con đối với hai đứa con gái của dì. Đúng rồi. Cái gì của mình, đứa nào vậy là của mình. Dù với cái ơn của tao, đứa sao là một xe ơn của tao. Tao vẫn là thằng xe ơn. Không có giang hồ, anh điện ha. Mẹ, vậy là mẹ đồng ý được phải không? Ai chà chà, dì là bà mẹ tuyệt vời nha. Mẹ đồng ý thiệu mẹ. Ôi trời trời, không đồng ý chắc là tự giận nó chết à. Ấy bậy bậy bậy. Hôm nay nè. Hôm nay hôm nay. Dành tròn con tim. Trời ơi, nhìn thấy tụi nó vui ghê. Nhìn em cũng vui quá trời luôn vậy. Tao sao? Thì đánh tay mày vậy? Mày dám ôm tao. Mày biết thì nó vui thì mình vui theo. Không gian rồi. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao. Mẹ. Mẹ. Thôi mà hai con gái cưng của mẹ. Sao mà buồn quá vậy? Vui lên đi. Hai con ơi, cái dự định đi này của mẹ là mẹ ấp ủ hơn 20 năm nay rồi. Mà mẹ chưa có cơ hội đi. Hay không? Ôi trời ơi, hôm nay gặp được hai chàng rể họ Hồ này. Mẹ yên tâm mẹ đi. Hai con phải vui chứ. Thôi nhưng mà mẹ chưa yên tâm nữa. Được rồi, mẹ đi mai mẹ về. Ủa, mẹ đi đâu mà mai mẹ về mà? Thì mẹ đi du lịch. Du lịch? Ừ. Du lịch mà đi có ngày à? Mẹ đi Cali. Ủa mẹ đi Cali, mẹ đi ngày, mẹ đi Hòa Tiễn hay sao mẹ? Nó chơi với hai con thôi. Mẹ sẽ đi qua Cali nè. Sau đó mẹ sẽ bay qua Canada nè. Qua Canada xong mẹ đi đâu hả? À mẹ bay qua Ấn Độ, mẹ ăn cà ri nè. Cuối cùng là mẹ về Thái Lan. Mẹ đi nha. Ủa mẹ mẹ có bằng lái chưa? À chưa, có tài xế mà con. Mẹ quên. Mẹ vui. Hai con mẹ tròn con vui nha. Nhớ đó, khi mà sanh rồi á nhớ chụp hình lên Facebook cho mẹ coi nha. Không thương quá à, mẹ đi nha. Bên trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui vơ giận vơ.
em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Ra anh không thể quên em dù đã bao năm. Đôi ta cách xa em chỉ xem anh như một người xa lạ. Mưa rơi góc phố khi buồn. Đẹp không? Anh đang nhớ em, anh buồn. Tương tư bay lấy những nghi suy. Khi yêu sẽ chẳng có thêm lý do.